Ra rồi. 0-0. Cái này điểm cho Xuân Diện. Một đều rồi. Một. Vâng, 3-1 rồi. Cú đỡ ra bóng chưa tốt đến từ Xuân Diện. Quá hay cho Xuân Diện. 2-3. Ba đều rồi. Rất hay. 4-3. Trận đấu này nhận được sự quan tâm rất lớn của các cổ động viên, những người chơi, người hâm mộ bóng bàn Thái Lan. Rất hay, móc lên là ăn đè ngay. 5-3. Sáu ba. Có thể là khả năng chặn bóng bước một của các vận động viên Thái Lan là tốt như thế nào. Dập lên là đầu bóng đè ngay. Bảy năm. Tám năm rồi. Đó là sự chính xác đến từ Xuân Diện. Vâng, ra xoáy ngược và tấn công ngay. Tao bị thôi cho đúng. Năm. Khoảng cách chênh lệch. Tuy nhiên đây trận đấu này sẽ đánh 5 tháng 3. Fastren sau khi giành được ngôi nhất bảng sẽ phải gặp nhì bảng đấu còn lại. Hai không. Chính xác đến từ vận động viên Thái Lan. 1-0, 1-2. Tình huống đè bóng không vào bàn. Điểm cho vận động viên Thái Lan. Thái Lan. 5-3. Vận động viên Thái Lan đang có những điểm số dẫn trước trong ván đấu thứ hai này. Đối giật rồi. Còn tình huống phòng thủ không thành công, điểm cho Xuân Diện 4-5. Các tay vợt Thái Lan thì thực ra là kỹ thuật không phải là quá đẹp mắt như Việt Nam. Tuy nhiên thì độ hiệu quả cũng như là độ quái trong thi đấu là cũng không thể xem thường được. Rất hay. Xuân Diện dập quá mạnh. Và Xuân Diện vẫn đang thi đấu chắc chắn. Chín đều rồi. Một không.ปีเฮลิพลชนกแข่งขันโต๊ะหมายเลข5ค่ะเฮลิพลชนกแข่งขันโต๊ะหมายเลข5ค่ะปีพิมรดาฮีโร่แข่งขันโต๊ะหมายเลข12ค่ะ พิมพ์ระดายูโรแข่งขันโต๊ะหมายเลข12ค่ะanh hết luôn trong ngày hôm nay mà. Ngày hôm nay là Cao Pìพิมพ์ระดายูโรแข่งขันโต๊ะหมายเลข12ค่ะkhá đáng tiếc tình huống vừa rồi. Tầng thứ 7 của trung tâm thương mại Central Bangna và có điều hòa mọi người nhé, cũng khá là mát mẻ. Sáu đều. Rất tốt. Rất hay. Tình huống phòng thủ tốt đến từ vận động viên Thái Lan. Vâng, phía sau mọi người có thể thấy là các cổ động viên Thái Lan cũng khá tò mò, cầm máy ảnh điện thoại quay phim. Rất là các tay vợt Việt Nam thì thi đấu như thế nào. Điểm cho Xuân Diện này, 8-7. Thứ 3 ปีนัชนนท์อิสรีแข่งขันโต๊ะ11ค่ะนัชนนท์อิสรีแข่งขันโต๊ะ11ค่ะ9-8. Vâng, 18 rồi. Khó cho vận động viên của Thái Lan thì Xuân Diện đánh quá chắc tay. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu của Xuân Diện ra sân. Ngon. Tình huống đối giật đến từ hai vận động viên. Phần thắng là nghiêng về phía vận động viên của Thái Lan. Vẫn chưa thể kết thúc vào đầu này. Vâng, cú giao bóng khá ngăn. Ghi điểm rồi. 11-10. Quá hay cho vận động viên Thái Lan. Xô lê cả nhà thi đấu luôn. 13 ปีพันนัทวัฒน์โต๊ะหมายเลข4ค่ะพันนัทวัฒน์แข่งขันโต๊ะหมายเลข4ค่ะ13 ปีVà điều này quá nhanh. Mười tám rồi. Xuân Diện để đối phương dẫn hơi nhiều điểm rồi, gỡ lại hơi nhiều điểm rồi. Xuân Diện cần 1 điểm nữa để kết thúc trận đấu này. Quá tốt cho Xuân Diện, cú đè bóng cực mạnh. Như vậy chiến thắng đầu tiên cho